Vừa qua, công ty cổ phần bia và nước giải khát Hòa Bình thuộc tập đoàn Hòa Bình đã chính thức đưa vào vận hành nhà máy sản xuất sản phẩm nước ngọt có ga đầu tiên của Việt Nam, Vicola, tại khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh. Với diện tích 1,6 hectare, tại khu công nghiệp Tiên Sơn, nhà máy sản xuất bia và nước giải khát Hòa Bình có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được đầu tư mở rộng trên nền nhà máy bia Á Châu, được công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình mua lại. Đáng chú ý, vốn tự có của doanh nghiệp lên tới hơn 600 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất bia và nước giải khát Hòa Bình được xây dựng dựa trên thiết kế và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm với chất lượng cao nhất. Dây chuyền sản xuất được nhập khẩu của hãng Kronet, Cộng hòa Liên bang Đức, với công suất đạt hơn 200 triệu lít một năm. Ngoài ra, nhà máy còn sử dụng hệ thống xử lý nước hoàn toàn tự động, thiết kế theo dạng module mới nhất thế giới, nên giảm thiểu tối đa lượng nước thải ra môi trường. Ngoài việc sử dụng thế mạnh nguyên vật liệu trong nước để thúc đẩy sản xuất nội địa, HBB còn nhập các nguyên liệu chất lượng cao như nước cam ép từ Brazil, các phụ gia từ Hà Lan, CO2 từ Thái Lan để tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhất cho người tiêu dùng, nhưng giá bán các sản phẩm sẽ rẻ hơn các sản phẩm nước ngọt cùng loại. Các sản phẩm chính của nhà máy gồm nước giải khát có ga Vicola, nước cam ép, nước uống thể thao và nước tăng lực. Dự kiến sẽ đến với người tiêu dùng cả nước vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.